À, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã chờ đợi và để tiếp tục chương trình à, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi hình ảnh mùa hè tại florida nhân dịp chúng tôi và destiny nguyễn à, ghé thăm à, vườn trái cây la vàng Dusty xin kính chào quý vị. À, nhân chuyến công tác của chúng tôi về Florida lần này, chúng tôi có dịp ghé qua thành phố St. James City, nằm trên một hòn đảo lớn của tiểu bang Florida, đó là Pine Islands. Và chúng tôi cũng được dịp ghé qua vườn trái cây của một chủ nhân là người Việt Nam, đó là anh Jimmy Bùi, có tên là vườn trái cây La Vang. Như quý vị đã thấy là phía sau lưng của Dusty đó là cây dừa rất là nhiều trái. Và bên đây là một chiếc tàu gợi nhớ quê hương Việt Nam có hai chữ An Giang và Cần Thơ. Vườn trái cây này thì có đủ loại trái cây miền nhiệt đới. Daxi kính mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại đây. Nên cho biết là cái ý tưởng nào mà mình lập nên một cái vườn với cái tên là vườn trái cây La Vang chứ anh? Dạ, tại vì mình có cái ước nguyện là mình là đạo con giáo thì cái Đức mẹ La Vang là cái biểu tượng cho cái quê hương Việt Nam của mình Tự ra tôi cứ ước nguyện nếu mà tôi có được một miếng vườn Tôi sẽ lấy tên La Vang là Đức mẹ La Vang Đó là ý gì vậy. À. vậy thì vườn này được thành lập bao lâu rồi chưa anh? Dạ 7 năm ạ Cái vườn của mình sự thật mình Cái điểm tránh của mình là muốn cho bà con đến đây Gặp lại cái cảnh quê hương Việt Nam của mình nơi đây mặc dù là cái nó nhỏ nhưng mà bà con đến đây thì rất thích là gặp lại cái cảnh quê hương cây ăn trái của nhiệt đới của quê hương của mình. Và tôi cũng cho khách đi tự do đi hái trái tại vì cái đó là cái niềm vui của người ta mình đem cái niềm vui đến cho những người khác đó là cái ý của mình vậy chứ mình không ngần ngại, ngại người ta phá gì hết Vì bà con đến đây thì rất vui vẻ là được đi hái ôi oh, tới đây đâu có càng về Việt Nam giống Việt Nam quá đó là mình đem cái niềm vui lại cho mình rồi rồi cây trái đây thì mình có nhiều cái loại mít có sòi có nhất là có sòi đài loan là sòi cái giống ăn giòn không chua là cái khẩu vị của người Việt Nam mình rồi là mặn cầu na đó là cái cái cái, cái mãn cầu na là cái 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 món của Việt Nam mình rất thích nhiều nhất thì xem uh, chê có rồi uh, những nhiều nhiều thứ khác nữa và uh, trong cái khuôn viên của vườn thì có cái nhà thờ của cha Trương Bửu Diệp, Xin anh cho biết là uh, lý do nào là anh đặt ở trong khuôn viên của vườn thưa anh? Dạ cái cái này là một cái cha báo mộng cho mình uh, trước khi mình lập vườn đó khi đó mình xuống dưới này mình tính lập vườn và thằng con mình hỏi một câu mình không trả lời được với con mình nói ba trồng trái cây của việt nam ở đây mà đâu có việt nam đây mà ba bán tôi không trả lời được với con đó nhưng mà cha báo mộng cho tôi nếu mà nói con có miếng vườn đây có đền của cha đây người việt nam sẽ đến đó là cái sự thật bây giờ tôi đã thấy một cái kết quả rất hữu hiệu là khi mà tôi có miếng vườn rồi tôi lập cái đền của cha thì việt nam đến đây rất nhiều trước là thăm viếng cha rồi sau đến vườn đó thì nhiều người không phải là là cùng đạo công giáo cùng người ngoại đạo họ đến đây họ được ơn rất nhiều của cha phía trước này em thấy có rất là nhiều ghế với nhiều tên của những người để là tạ ơn cha xin anh cho biết rằng vì sao mình có những cái chiếc ghế này ở đây thưa anh Dạ, những cái chiếc ghế này là của những bà con ta đến đây ta cầu nguyện với cha thì được ơn đó để ra người ta muốn tạ ơn cho cha, người ta muốn để gì lưu niệm lại, Nữ ra người ta muốn đặt cái ghế, mỗi người mỗi cái địa chỉ đặt cái ghế để mà tạ ơn cha cái cái lòng họ được ơn của cha, họ tạ ơn cha, nữ ra họ đặt ghế ship. và đây có nhiều người ta kể đến là người ta được ơn của ngài những người có đạo gì rồi người không có đạo nhất là cái cô kia là vợ chồng sống không có con rồi có người bạn giới thiệu đến đây rồi cầu xin cha rồi về được đứa con trai. Họ đến đây họ xin tạ ơn cha. Rồi những người, người ta cũng có bệnh là bác sĩ chạy. Rồi người ta cũng đến đây người ta cầu nguyện với cha thì được cha cho ơn là chữa lành bệnh rồi họ họ đến đây họ cũng tạ ơn cha với lại những người bị về vấn đề luật pháp cũng có gia đình họ cũng không đạo họ bị vấn đề luật pháp họ đến đây cầu xin cha thì được ơn rồi người ta đến đây ta dân qua cho cha và đồng thời đem ta quay con heo quay ta đến ta tạ ơn cha đó là người đó là người lương Đã... cái địa chỉ để mà cho du khách đến cái vườn này là địa chỉ như thế nào thưa anh và nếu mà muốn biết địa chỉ thì đây là 9203 Green uh, trên Sam City. Nhưng mà bà con tìm dễ nhất là lên Facebook bấm vô vườn trái cây La Vang sẽ có địa chỉ và đầy đủ chi tiết lên đó và những loại trái cây nào ở viên vườn này có. Như đây có cũng có dừa tươi rồi cũng có nhãn rồi lại có tre nữa. Đó là nhiêu hoàn toàn những cái cây của nhiệt đới này mình đều có trồng ở đây hết. Vậy thì uh, trong suốt 4 mùa anh mở cửa thì mùa nào là cái mùa mà có đông khách du lịch nhất? Dạ, dạ bắt đầu vào cái tháng tháng 6. Tháng 6 kéo dài đến tháng 9 là cái mùa đó là uh, học sinh được nghỉ học rồi bà con đến du lịch nhiều và đồng thời lúc đó là vào mùa na và mùa sòi mùa sòi xong rồi tới na đó, rồi xong chơi chê hầu như có quanh năm nữ ra bà con đến vào cái mùa nghỉ hè là nhiều nhất để vì con người ta được nghỉ học đó rồi họ dẫn con đi đến để cho biết vườn trái cây tôi ở từ Atlanta ghé qua đây thăm vườn này anh chia mày làm nó có một cái gì đó một cái cái, cái tương đó là kiểu là Việt Nam thì ghé qua đây thứ nhất là hái một ít trái, trái cây hoặc là mình mua một ít trái cây rồi mình đi một vòng mình thăm viếng coi lại những cái cảnh xưa những cái trái chẳng hạn như trái khế hoặc là à, trái ổi trái cốc ngày xưa mà nhỏ lúc thời à, thơ ấu đó mình hay đi hái mình ăn thì bây giờ mình có một cái cơ hội để mà thử lại Ở cái cái vườn này nó hay thứ nhất là mình tới mình thăm viếng mình có thể mình ngồi hàng huyên bạn bè à, nếu mà muốn mua một ít trái cây nữa thì càng tốt thì bây giờ như tôi biết được là là cộng đồng người Việt mình ở với Florida này càng lúc càng đông thì trước là tới mua vui sau thì ủng hộ anh Jimmy à, cũng như là ủng hộ cộng đồng phát, phát triển hơn Cảm ơn kính thưa quý vị hiện giờ Disney đã lên được chiếc tàu à, trên chiếc tàu thì có tên là An Giang Cần Thơ và đứng giữa sông nước như thế này thì mình có cảm giác như là mình được trở về quê hương của mình à, với những cái dòng sông miền Tây thân thương thì tạo cho người du khách đến đây, nhất là người Việt tị nạn của chúng ta có cái cảm giác như được trở về quê nhà với những vườn trái cây quen thuộc, những loại trái cây quen thuộc nhất là đặc biệt là vú sữa mà rất là nhiều người à, Disney biết rằng bản thân Disney cũng mấy chục năm rồi cũng chưa có được ăn. Và nếu quý vị đi lòng vòng à, miếng đất của sân vườn thì quý vị thấy những cây dừa, à, một cái quán bình dân được dựng lên với những với những bản nhạc vàng à, trước 75 của chúng ta nó gợi lên một cái cảm xúc rất là lạ cho chúng ta có cái cảm giác như rằng mình đang ở quê nhà của mình vậy và mong mỏi một ngày nào đó thì người dân Việt Nam cũng hưởng được cái không khí trong lành như thế này. Disney tường trình cho SBTN từ Pine Island Florida kính thưa quý vị bản tin hoàng tình đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt võ thành nhân xin được cảm ơn quý vị luôn đón xem mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến về ban biên tập của sbtndc xin email về washingtondc sbtn tv kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình võ thành nhân xin được kính chào và hẹn gặp lại vị vào kỳ tới